Monica. Hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là NBH đây. Ở clip này chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo qua một cách đánh sóc đĩa mà mình gói ghém gom ghém được ở trên mạng khá là ok. Bây giờ áp dụng luôn nhá. Để chơi cái trò này, anh em cần có một lượng vốn nhất định. Vốn càng cao thì kiếm được càng nhiều. Chẳng hạn như bây giờ là 5.4 triệu đúng không? Tôi đang bắt cầu nào. Đây, mình sẽ đánh kèo chẵn. Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao có tận là hơn 5 triệu mà lại đánh có chỉ 50k. Úi dồi ôi, đây là kiểu đánh đảo cầu kết hợp với gấp thép. Nếu mà đánh 100k nhá, ván sau các bạn phải đánh lên ít nhất là 200k. Tiếp theo 400k, 800k, 1 triệu 6. Nó chỉ cần đảo 4-5 cầu thôi. Anh em không có vốn cái là coi như oảng, là coi như ra đảo ra đề ngay lập tức, ngay tức thì. Nếu mà các bạn có 1 triệu ấy, vốn mình khuyên anh em đánh là tầm 10k thôi. Ăn chắc mặc bền, kiếm tí cũng được nhưng mà tỷ lệ thành công nó cao. Rồi, bây giờ đó, hai turn đầu tiên nha. Và oảng cả hai rồi, đi mất 200k rồi nhưng mà không sao. Chẵn, bây giờ mình sẽ đảo qua đánh chẵn, vừa nãy là 150, bây giờ sẽ phải đánh lên là 350 mới có được lãi lời, bù lại những lần đá mất. Thì so sánh ở cái bảng này này, anh em xem này, bảng lịch sử, nó đa số nha, về cầu toàn cầu bệt thôi. Nó có đảo thì cũng đảo 1, 2, 3, 4 phát liên tiếp, cầu 1-1 ấy, sau đó lại bệt. Vâng, phát này này, lại ăn. Cái cách đánh này hay phết đấy anh em ạ, không phải đơn giản đâu, tôi thấy là áp dụng được. Các bạn nào mà có vốn tầm 20 triệu thực sự luôn, nếu mà các bạn có một cái đầu lạnh, không ham hố, ăn to, ăn lớn, kiếm nhiều một lúc ấy, và muốn ăn chắc mặc bền, chơi kiểu này, cược 20 triệu thì cược 100k ok. 100k các bạn có thể giữ cầu trong khoảng tầm 7-8 cầu cơ mà. Úi dồi, thoải mái, không vấn đề gì. Thì tôi tính xem nào, nếu mà 20 triệu nhá, cược 100k, mấy bố sẽ đánh được những cầu bao gồm 100k này, tơn sau 250k này, 600k, 1 triệu 3, 2 triệu 7, 5 triệu 5 và 12 triệu. Chẳng có lẽ lại cầu 1-1 liên tùng tục 7-8 phát như vậy á, hơi khó. Chuyên mẹ ván này đáng nghĩa là chẵn này là ăn rồi đấy. Mải nói cũng như mải buffet chém gió với anh em qua. Khi nào bên game nó đảo cầu, anh em cứ theo thôi. Anh em cứ theo cho tôi. Đây, nói có mách sách có chứng, nói nhiều không bằng việc làm. Nói hay không bằng tay quay. Vẫn đánh chẵn thôi. Dù mọi người đang đảo sang lẻ rất là nhiều, nhưng mà biết đâu đấy, game này nó ra cầu bệt tầm 7-8-9 phát liên tiếp cũng chưa biết được nào mà lần. Đây, chẳng hạn là như vậy. Rồi đấy, vẫn chẵn. Hôm qua mình có chơi một quả, nó về cầu lẻ là 10 phát cơ, cầu chẵn là 9 phát. Vâng, cứ nuôi auto vậy anh em hiểu vấn đề rồi đấy. 50k cầu bệt 10 lần, làm nhẹ 500. Vốn các bạn cao, vốn các bạn nhiều, nhà các bạn có điều kiện thì cứ đánh to lên. Ví dụ là mấy bố nào mà có tầm 100 triệu thì chắc là cược đầu là 200, nhưng mà mấy bố có giữ nổi cái tinh thần cược đấy không? Tinh thần thép cược ăn 201, ngồi một tiếng thì các bạn ăn liên tục nó cũng phải từ 100 triệu chắc lên được tầm 120 triệu. Đấy, một tiếng. Đấy, vấn đề là anh em có cái đầu thép không? Hay là, ui dồi ôi, ăn bé quá, cầu kia đẹp thế nhở? Đánh gấp mẹ, gấp đôi đi, làm mẹ phát 10 triệu đi, làm mẹ phát 20 triệu đi. Vâng, làm đánh to là game ăn. Cứ ăn chắc mặc bền, game nó soi hết. Đánh toàn về máy thôi, chơi kiểu sóc đĩa này là toàn máy nó tính cả rồi. Anh em đánh to, anh em đánh liều chết. Kinh nghiệm sống của tôi đấy, lăn ra đảo hơi bị nhiều. Mẹ ơi. Đấy, anh em xem livestream của mình thì chắc là cũng biết livestream vào 7 giờ tối mỗi ngày đấy. Cũng ra đê ra đảo khá khá đấy. Tôi nếu mà chơi kiểu là sóc đĩa bắt chẵn lẻ bắt vị như thế này thật sự luôn, để mà thua thì hơi khó. Nhưng mà xem stream anh em không thích, anh em cứ muốn nào thì là nổ hũ rồi đổi trò liên tục thì triền miên. Thế nên là mình mới thua ấy. Chứ mà chơi nguyên một trò này tầm 2 tiếng livestream chắc là vốn từ 20 tôi cũng phải lên tầm 30 đến 35 triệu là ít. Đấy anh em thấy không? Lại lên rồi. Vừa nãy 5 triệu 4 này, ngồi chém gió với anh em một tí thôi, lên là 5 triệu 8. Rất đơn giản. Không có gì khó, ăn chắc mặc bền. Cứ ngồi tầm gọi là bao nhiêu ta? Mấy phút rồi? 5-6 phút kiếm 400. Đấy là với vốn có 5 triệu nhá.
anh em vốn 10 triệu thì các bạn hoàn toàn có thể cược 100k một lượt cũng được. Đây, bây giờ tôi sẽ lên cược 100 đi. Thấy ngày hôm nay cầu nó bệt khá là nhiều, khả năng ăn tươi nuốt sống ngon lành đấy. Tăng giá lên 100 luôn. Cố đánh lên 7 triệu nghỉ nhá, để cho các bạn thấy cái này thì gần như là không thể thua. Vấn đề là các bạn đánh làm sao cho ổn với cái số lượng vốn mà anh em đang sở hữu, để tính tầm 7-8 cầu nó đảo chéo lên xuống ngang dọc. Rồi, bây giờ lại thua. Tuần sau thì mình sẽ đánh lên 300. 300 thì tuần sau nữa là mình sẽ đến 700. Nếu mà 300 đến 600 thì cũng không lãi lời quá nhiều. Nên là cứ thua lần nào, tuần sau tôi sẽ đánh gấp đôi là thứ nhất này. Tiếp theo đó mình là bồi thêm vào đấy là 100 vào. Bởi vì thua hay thắng này các bạn đều, khi bạn các bạn thắng ấy, nó sẽ bị trừ phí. Còn thua thì không nói làm gì rồi. Thua là sắp mặt lờ. Vâng, phần này ăn luôn này. Đậm. Lên 6m rồi nha, kiếm được 600 rồi anh em nha. Uy tín luôn. Cái kiểu này đánh hay hơn là anh em cứ nuôi bệt một bên. Hoặc ví dụ các bạn vào game không, các bạn thấy tầm đang là 4 nước chẵn, sau đó các bạn đảo sang các bạn nuôi phía bên lẻ, sau các bạn thua, các bạn lại gấp đôi, sấp đôi lên ở bên lẻ, lại thua tiếp, các bạn lại sấp đôi tiếp. Cái kiểu đấy mình đã từng chơi rồi và mình thấy nó không hiệu quả lắm. Bởi vì game này đa số ấy là nó về cầu bệt rất là nhiều. Còn cái cầu 1-1 chẵn lẻ đang xen nó cực kỳ thấp. Anh em nhìn qua cái bảng xếp hạng này là anh em thấy, các bạn thấy rõ ràng luôn. Ai chẵn này lẻ phát chẵn này, rồi lẻ này, chẵn này, lẻ chẵn này. Đó. Nó chuyển về một lượt thôi là chúng ta lại huề vốn, không phải huề vốn mà chắc chắn có lãi. Đánh theo kiểu đây là gấp thép, nhưng gấp thép là gần như là 2,5 thì phải. Rồi, ăn nha. 6m2. Lên 7 củ nào, uy tín cho anh em xem nào. Khi các bạn ăn được rồi các bạn nên đánh cược lại vị trí mốc ban đầu. Đó, cái này là cái cần phải chú ý này. Chứ đánh ăn được rồi các bạn lại bảo ui sợ ơi, trên đà chiến thắng, thời tới không kịp cảm, thời tới đây rồi, gấp đôi 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Vâng, rồi nó thua cái thì chỉ có ra đê, ra đảo mà ở. Nó bệt thì không biết là nó sẽ bệt hay không, hay là nó đảo cầu. Cách đánh này các bạn chả cần phải quan tâm là bắt làm sao, tính toán như thế nào. Anh em cứ nhìn cái bảng thông số này, thế là đánh theo thôi. Chả phải đánh bát vị làm chi đâu. Nhưng mà cái bát vị này thì cũng khá là thơm, ngon, bổ, rẻ. Cũng không rẻ đâu, cũng không ngon đâu. Khăn nước khô máu lắm. Đây, pha này là nếu mà đánh cầu ba trắng thì sẽ được nhân 3 thôi. Chả giải quyết vấn đề gì. Đảo sang lẻ rồi nha, giờ lại treo lẻ thôi. Cách đánh này đơn giản mà, anh em cứ thế mà làm theo. Nếu mà có 1 triệu thì thật tôi khuyên anh em nên đánh là 10k. 10k thua thì gấp thép là hai phải đánh lên tầng 25k. 25k thua thì phải để lên 60k. Đấy là đánh để cho có lãi nha. Chứ 10k các bạn thua các bạn 20k, 20k xong các bạn đánh 40k thì nó lãi lời nó không đáng kể. Gần như là đánh về slow về dài thì chỉ có thua lỗ thôi. Nó trừ đi phế mà, game nó thu phí mà. Đây, phần này mình sẽ đánh là 700k này. Nghe có vẻ là hôm nay hơi ít người chơi nhỉ. Thấy đại gia, ui dồi ôi, đại gia gì mà mặc quả áo vú to thế. Có 4,7 triệu. Mà sao thế nên là đại gia 1 mà mình lại không thành đại gia 1 nhỉ? Quá lạ. Rõ ràng tiền mình cao hơn mà, tiền mình tận là 6,6 triệu mà. Thanh niên, rồi, thành đại chứ đại gia 1 đâu rồi. Đấy, lại về rồi. Êm ơi anh em, kiếm nhẹ 1 triệu nhá. Trong khoảng thời gian mình làm video. Không tin ấy, các bạn cứ chơi thử mà xem. Và các bạn cược mới đầu ấy, cược bé thôi. 10k, 15k hoặc là 20k. Nếu các bạn vốn thấp thì các bạn cược 5k cũng được. Cái này đánh thú vị hơn là chơi ở quay thú. Quay thú nếu mà đánh kiểu là đánh 5 cửa thì nó kiếm về thật sự là cũng không đáng kể là bao nhiêu. Mà nó về cửa 10x12 hoặc là x24, x100 là chết, là ra đà. Thế thôi. Đó, win tầm 6-7 ván mà nó thua một phát thôi là các bạn lỗ. Còn các bạn chơi sóc đĩa, chơi theo kiểu phong cách này, đơn giản, nó chỉ là 50-50. Thế thôi, mà cũng chả cần phải tính toán quá nhiều nhá. Ăn ít thôi, ăn trong một bền thôi. Rồi này, 4 cầu chẵn rồi này, tôi vẫn bắt chắn. Nhiều bố vào là sẽ bắt sang lẻ. Đó, nhiều bố thấy cầu chẵn này là 14 nghĩ sẽ bắt sang lẻ. Biết đâu nó bệt quả 10 tay chẵn thì sao. 10 tay chẵn là cũng hơi suýt xoa nhá. Thanh niên đại gia. À, mà nhiều bạn để kỹ ấy, nhiều khi các bạn bắt được cái đại gia là bot, là máy ấy, các bạn đánh theo đại gia khả năng ăn cao lắm, nhất là khi đại gia đánh ở trong phần bắt vị. Vấn đề là làm sao để biết được
cái đại gia là máy hay là bot thì các anh em xem qua về thông số VIP thôi, là VIP 8 này này, để mà người chơi nạp tầm vài tỷ vào game hiện nay ở cái trò iWin này thì cũng khá là khó. Khéo phát này nó về 4 đỏ. À không sao, mày thế, tôi thấy ông đại gia nó đánh 4 đỏ, tôi nghi như vậy. Mình thì cứ đánh theo kiểu của mình thôi. Vâng, lãi được 1,6 triệu rồi anh em nhé. Đánh lên 8 triệu cho các bạn coi này, cho nó uy tín. Định dừng rồi đấy, nhưng mà thôi cứ chiến đấu tiếp đi. Để xem ông đại gia nó đánh cầu gì. Đại gia thì nó, anh em để kỹ nhá, máy thì nó đa số ta đợi tầm 4 giây nó mới bắt đầu đánh các bạn thấy không. Phát này về khả năng vẫn về lẻ, 4 giây nó mới bắt đầu dã này. Đó, vẫn ăn. Ok nhá, lại lẻ này, 7 triệu mốt rồi, cố lên à. Đánh cho nó chọn bộ lên tầm 8 triệu phát. Mượt mà suýt sao. Ê, anh em thích chơi quả giấc mơ 100 triệu không nhỉ? Có khi nào ở livestream 7 giờ tối nay mình sẽ cố gắng kiếm vốn tầm 20 củ. Đánh cược 200, ở thủ 200 to quá không chơi được. Vẫn đánh cược 100 thôi. 100 mà nó bệt tầm 3-4 cửa thì cũng đánh hơi căng rồi. Nếu mà đánh 200 thì ấy quá. 200 thì nếu nó đánh 200 thua gấp thép xong đó đấy, đánh thêm tiền vào thì cũng hơi chết sở. Đại gia phát này nó đảo sang cầu lẻ. Tôi nghi thằng này là máy. Nó đợi nó đánh bắt vị thì mình sẽ đập theo. Chạy lẻ đánh to thế bạn. Ôi dồi ôi, vẫn về anh em được không? Thằng này này, anh em đi theo, anh em đánh một vài turn các bạn ý kỹ thôi là biết đại gia nào là người, đại gia nào là máy. Đại để ý thêm cả cái phần VIP của nó nữa. VIP 8 này. Vừa mới vào 3 ván này đánh tới 45 triệu, hơi căng. À, đại gia phát này đã thêm cả cầu ở dưới đây à? Lẻ này thì mình cũng theo cửa phát nhở. Đánh nhẹ nhàng 50k. Bắt 3 trắng 1 đỏ em nào. Ui, về luôn anh em thấy không? Các bạn tóm cầu chuẩn thằng đại gia theo và không phải lúc nào nó cũng đúng nhá. Nó sẽ lên một số lượng tiền nhất định nào đấy, sau đấy nó lại đánh thua hết. Bởi vì nó là bot mà. Nó đánh lên tiền cao để cho các bạn đánh theo. Sau đấy là nó bắt đầu cố tình đánh thua. Vâng, các anh em hiểu không? Cố tình đánh thua để các bạn theo nó là các bạn mất tiền. Nên cần có một cái đầu tỉnh táo, một cái đầu lạnh. Rồi, tốt nhất là cứ chơi theo cách của tôi thôi, là ăn chắc mặc bền. Kiếm thì nó chắc chắn sẽ lãi. Tỷ lãi từ nãy giờ là 100% rồi. Lại chắn rồi, đả sang chắn. Đại gia phần này nó mà đánh chắn theo mình nữa nhỉ, cho nó tự tin. Rồi, bây giờ nó đánh quả cầu lẻ 3 đỏ 1 trắng. Khả năng phát này nó sẽ đánh về lẻ và 3 đỏ 1 trắng này, nghi lắm. Thấy nó dã quả 3 đỏ 1 trắng rất là cao. Ồ, về lẻ thật nhưng mà nó lại về không về 3 đỏ. Không nhầm, không về 3 đỏ 1 trắng. Ồ, nó về 3 trắng 1 đỏ. Rồi, bây giờ vừa nãy là 300 đúng không? Bây giờ sẽ phải lên thành là 700. Đấy là đây là mình cược có 100k nhá. Mà bây giờ phải bỏ 700k để mà đánh rồi đây này. Thế nên là anh em cực bé bé thôi, chơi kiểu này đừng nên tham. Rồi, phát này là lên 1,4 triệu này, 1,5 triệu chứ. Từ pha lẻ 700, bây giờ đánh gấp đôi lên là thành 1,4 triệu, nhưng mà 1,4 triệu thì cũng không bỏ bền. Nên là tôi sẽ đánh 1,5 triệu. Ôi dồi ôi, đây là mình chơi cho các bạn tham khảo nha, chứ không phải chắc chắn ăn được. Đây là do mình chơi thua nhiều quá thì mình thấy nó vậy thì mình chia sẻ thôi. Rồi, ăn tiền. Quá tuyệt vời. Này thì đại gia này, 7,7 triệu rồi anh em nhá. Nhiều pha nó đánh lên tầm 1,5 triệu. Này là cũng hơi là toát mồ hôi hột rồi đấy. Cũng giật mình thon thốt rồi đấy. Quả đấy mà nó không về nữa là turn sau mà muốn kiếm lực lời, gỡ lại cả vốn mất, thì các bạn phải đánh tới 3,1 triệu đổ lên. 3 triệu, đấy, khoảng 3 triệu càng phết. Kết quả 3 triệu thì cũng so tuột lắm anh em ạ, không dễ dàng đâu. Rồi, còn 400 nữa là đạt được mục tiêu này. Cố lên. Nổ thêm phát này nữa chắc là đủ đấy. Rồi đại gia chạy cũng trồi. Chim chuồn rồi. Thanh niên bốc được cái bắt vị. Nói chung là thằng đấy máy đẹp hay là người nhỉ? Chứ máy đéo gì đánh toàn Smith toàn xịt ta. Hai cầu x15 mà không ai chơi này. Lẻ. Ăn tiền anh em nhé. 7,8 triệu rồi. Từ 5,4 triệu lên 7,8 triệu. Ngồi nói chuyện với anh em tầm chục phút thôi. Hơn chục phút tí là tôi kiếm nhẹ hơn 2 triệu rồi. Mà không biết mấy cái trò như kiểu Chic Boy là tài xỉu có áp dụng được công thức này không nhỉ? Thì mình sẽ có video chơi ở các trò khác. Nói chung là cái gì liên quan về hai mặt chẵn lẻ
là tôi chiến đấu. Nhưng mà cái long hổ thì hơi khó nhá, long hổ nó có cầu hòa nữa ấy. Cái tính ở cái cầu hòa đấy cũng chết nhá. À, bây giờ ăn nữa là đủ mục tiêu này. Chặn đây bạn ơi. Chặn nào. Để nghỉ video nào là vừa rồi. Đi ăn cơm mà tắm rửa đáy ỉa phát. Chặn. Rồi em nhá. Uy tín nha anh em nhá. Ok, và video này của mình cũng đến đây là kết thúc thôi. Đây là một trong những cách đánh các bạn có thể tham khảo thôi nhá. Tham khảo rồi, còn chưa hay không vẫn là nằm ở anh em. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye.